Cuộc đời làm MC của Chủ tịch Huỳnh chưa bao giờ ổn. Quản cả dàn trai đẹp tưởng yên bình ngờ đâu thành cô nuôi dạy trẻ nói không một ai nghe. Dẫn sâu với em bé chưa kịp quăng miếng đã bị bắt bẻ, làm MC hoa hậu thì không có lần sau. Cô Heidi Won là gì con biết không? Cô Heidi Won là chồng của chú Trấn Thành. Chồng của chú Trấn Thành. Đặc biệt ở đâu có Bích Phương, Lan Ngọc thì đúng là tam tai thái tuế như kéo tới một thể. Là một MC chuyên nghiệp, một nghệ sĩ đa năng làm gì cũng rất đỉnh, nhưng cái sự nghiệp đi làm MC, nhất là dẫn dắt show giải trí của Trấn Thành chưa bao giờ thôi bất ổn. Đang làm MC cho show ca hát cực hot quy tụ một dàn các anh trai đẹp đình đám như Hiếu Thứ Hai, Anh Tú, Negip, Isaac. Ai cũng nghĩ rằng Trấn Thành sẽ rất nhàn nhã khi làm việc với toàn những mỹ nam đẹp trai, hình tượng trưởng thành, phong cách điềm tĩnh. Thế nhưng càng xem mới càng thấy tất cả đã nhầm, các anh trai sáp lại với nhau không chỉ rất ồn mà còn cực lắm trò, sơ hở là tiểu phẩm, sơ hở là content. Có lúc Trấn Thành chẳng khác nào cô nuôi dạy trẻ trong trường mẫu giáo, vừa phải khản cổ la hét dẹp trật tự, vừa phải kìm hãm cái sự loạn, ai cũng nói nhiều còn chơi trò chơi mà thiếu điều muốn cạp luôn trọng tài. Có khi quay sâu tới nửa đêm mà anh trai nào cũng đầy năng lượng, tụng lại tranh cãi ầm trời với đủ các thứ ngôn ngữ tuôn ra từ những chiếc mỏ hỗn. Nhìn không khác gì các bà thím trong chợ đang giành địa bàn, Chủ tịch Huỳnh phải lại tới lại lui xin tha luôn ấy. Không biết ekip có định trả thêm các xê cho anh MC vất vả này không đây. Nhìn lại quá khứ thì việc này cũng đâu phải lần đầu, cái sự bất ổn nó còn muôn hình vạn trạng. Còn nhớ khi nam MC này dẫn chương trình nhanh như chớp nhí và tiếp xúc với toàn các em bé nhỏ, cứ tưởng dễ chơi dễ xử nhưng thật ra còn khó hơn bình thường. Có lần nam MC gặp ngay một em bé Lai Việt Hàn, khi đang sổ tiếng Hàn chữ biết chữ không ra cố tình quăng miếng thì em bé đã lập tức nói tiếng Việt yêu cầu thi đi chứ người ta mệt quá. Rồi tới khi thi cũng không yên vì ông nhỏ có đủ mọi yêu cầu nghe mà choáng. Không những vậy, em bé này còn phán một câu xanh dần cô Harry Won là chồng của chú Trấn Thành làm anh xìn đây mất hết cả hứng đứt hết cả nhiệt huyết luôn. Trấn Thành có lối dẫn chương trình hài hước, hay quăng mảng miếng, hay có những câu đùa rất hợp với show giải trí, nhưng áp dụng vào cuộc thi chính thống cần sự nghiêm túc thì lại hơi lạc quẻ. Và điều này cũng thể hiện rõ ràng khi anh làm MC cho đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019. Vừa vào show đã nói sai tên cuộc thi, sau đó trong suốt quá trình dẫn dắt anh liên tục chêm vào những câu nói đùa, nhưng đặt trong hoàn cảnh thí sinh thì dồn sức thi, giám khảo thì dồn sức chấm và khán giả tò mò ai sẽ đăng quang nó lại thực sự chệch nhịp, thậm chí còn hạt nhài khó đỡ. Cũng chính vì lần dẫn Hoa hậu ngày ấy mà sau đó Trấn Thành cũng không còn có dịp dẫn Hoa hậu lần nào nữa. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam của chúng ta. Lê Thu Trang. Nghe tên Thu Trang tôi lại nhớ bạn tôi. Hả? Và cũng có không ít lần Trấn Thành gặp kiếp nạn không phải bởi chính mình mà do người xuất hiện cạnh mình, mà thật trùng hợp làm sao lại toàn là những người đẹp. Cô nàng Bích Phương cùng đàn anh làm MC nhưng động chút là quên kịch bản, tiếp đó không mở mic rồi kêu mic không có tiếng, cuối cùng sau một loạt sự cố thì cô nàng tiếp tục quên tên bài hát. Nói chung là Trấn Thành cũng bất lực lắm, choáng váng lắm nên trực tiếp mắng luôn, nhưng mà là mắng cưng chiều giúp giọng ca nâng chén tiêu sầu thoát nạn đấy. Running Man là show vận động hiếm hoi mà Trấn Thành tham gia dẫn dắt, anh đã trở thành một át chủ bài không ai ngờ tới trong chương trình, chơi hết mình, nhanh nhẹn, thông minh và rất mạnh. Thế nhưng đó là khi không có đụng trúng Lan Ngọc thôi, chứ hai anh em này mà sáp lại là nó đủ loại vấn đề. Đỉnh điểm là màn hai anh em cùng trong đội mạnh nhưng vẫn thua, sau đó tranh cãi nhau rồi cuối cùng kết thúc bằng việc anh xin lọt thẳng xuống hồ. Cuối cùng cả hai đành phải dắt tay nhau vào trong sự bất lực mà thôi. Em đã nói.